Kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối nay, mưa dông có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trái lại thì ở miền Trung, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Khác với các đợt nắng nóng trước, gay gắt chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, thì trong đợt nóng lần này, ở phía Nam trời lại nóng hơn do là gió mùa Tây Nam lên và tương tác với địa hình ở phía Nam của dãy Trường Sơn gây ra phơn khô nóng. Dự báo là từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên sẽ là khu vực nóng nhất trong chiều ngày hôm nay. Nhiệt độ ở đây có thể lên tới 38 đến 39 độ. Còn lại thì các khu vực khác từ Nghệ An trở vào đến Quảng Trị và Khánh Hòa xuống tới Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khả năng là đợt nắng nóng lần này sẽ còn kéo dài sang cả tuần tới. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chiều tối nay mưa có xu hướng gia tăng và dự báo là mưa sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa thì quý vị cần đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm. Trái lại thì ở miền Bắc, mưa lại đang giảm nhanh và chỉ còn xảy ra lác đác ở một vài nơi trong tối và đêm nay. Hầu hết thì là mưa nhỏ với lượng mưa dưới 25mm. Ban ngày thì trời nắng nhiều và nóng lên, thậm chí là ở thủ đô Hà Nội, Hòa Bình và Hà Giang xảy ra nắng nóng 35 độ. Còn lại thì các nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa chiều nay trời nắng, gió ổn định cấp 4, cấp 5. Còn với huyện đảo Trường Sa thì mưa tăng, cần đề phòng với dông lốc và gió mạnh cấp 5. Riêng với khu vực phía Tây thì cần lưu ý là gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.